thưa bà con nông dân và quý khán giả, cây sa kê ở một số nước nhiệt đới là cây lương thực, nó còn được gọi là cây bánh mì. Nhưng ở Việt Nam thì bấy lâu nay chúng ta chỉ biết rằng cây sa kê như là một loại cây thực phẩm làm phụ liệu trong một vài món ăn trong cách chế biến của một số nước ở vùng Đông Á. Và phổ biến hơn là những cái món như là sa kê chiên hay là sa kê nướng mà chúng ta thường thấy. Còn ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thì sau một thời gian trồng cây sa kê để lấy bóng mát và làm cảnh thì vấn đề chế biến và tiêu thụ trái sa kê đã đặt ra với nhiều bà con nhà vườn. Chương trình Chuyện làm giàu của nhà nông kỳ này thì chúng tôi sẽ giới thiệu về hiệu quả của mô hình sản xuất khép kín, trồng, chế biến, tiêu thụ trái sa kê của nhà vườn Phạm Tấn Hiền, tên thường gọi là ông Tư Hiền, ở xã Hòa Nghĩa của huyện này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với ông. Xin chào ông Tư Hiền ạ. Chào cô. Dạ, ở Việt Nam thì Diễm Phúc thường thấy là bà con nông dân trồng cây sa kê để mà chủ yếu là lấy bóng mát hoặc là làm kiểng thôi. Nhưng mà ông đã tính toán như thế nào để mà ông trồng đến 1 hecta 2 sa kê như hiện nay và có những cái chế biến trái sa kê để bán ra thị trường ạ? Thì cũng xin thưa cô, hàng ngày mà nghe thông tin qua báo chí rồi truyền hình nó nói tới vấn đề mà biến đổi khí hậu thì môi trường đất đai có nghĩa sau này của bà con ta hình như là có nghĩa cũng phải lệ thuộc vô khí hậu, thời tiết và nước nôi. Thì có nghĩa là nếu biến đổi khí hậu thì sa mạc quá rồi nước mặn xâm nhập, thì là nông dân tôi có cảm nhận có nghĩa là mình tìm một cái cây thay thế. Tất cả những vườn cây ăn trái đặc sản của vùng Chợ Lách như lơm chôm, sầu riêng, măng cục, bòn bon, nếu mà nước mặn xâm nhập thì mặc dù không chết đi nhưng mà sản lượng nó sẽ giảm dần theo thời gian. Rồi từ đó có nghĩa là thấy cái, tìm hiểu rồi cảm nhận được cây sa kê nó thích hợp cho những điều kiện đất đai khô cằn, rồi nước mặn nước lợ nó vẫn chịu được, năng suất thì lại có, một cái loại trái cây có tinh bột, nên tôi quyết tâm đầu tư phát triển vườn sa kê như hiện nay rồi chế biến làm hàng hóa. Cây sa kê sau qua 7 năm nó có thể cho mình từ 300 đến 500 kg. Thì khi đã trồng thì có nghĩa là mình phải nghĩ đến cái vấn đề tiêu thụ. Thì ngoài cái tiêu thụ trên thị trường mình phải chế biến. Sự thật hàng hóa của mình khi đã trồng chế biến dự trữ được thì mình không lệ thuộc thị trường, đó là đầu ra chắc chắn mà bền vững. Thì thực tế sa kê chế biến thì thị trường cũng chấp nhận, như sa kê chiên, rũ sa kê, những cái mà tôi đã đầu tư suy nghĩ rồi chế biến ra. Thì sa kê cũng là một tinh bột, tới đây tôi cố gắng sản xuất một số lượng tinh bột của sa kê nhất định. Bột sa kê hiện tôi đã chiên bánh, chiên cá, chiên bột, làm nước sốt sa kê rồi. Năm rồi tôi chiết xuất được 700 lít rượu. Cộng với là sa kê chiên giòn thì tôi tiêu thụ cũng độ khoảng 4 tấn sa kê trong một năm. Giá bán rượu sa kê của tôi hiện bây giờ nếu mà so ra rượu nếp 20.000 một lít. Còn rượu sa kê tôi hiện đang chào mời bán với giá 100.000 một lít. Bà con cũng chấp nhận. Còn sa kê chiên là 120.000 một ký. 3,5 kg sa kê tươi mình chiên được 1 kg sa kê chiên giòn. Năm 2010 trở lại đây là bà con cũng nói là hai vợ chồng tôi trúng mánh với cây sa kê. Cảm nhận được sa kê mà tôi đã trồng và tiêu thụ thì bà con cũng đầu tư vô trồng. Có nghĩa là trước đây tôi phải đi mua về dùng Quế Thiện của Trà Vinh, Tam Bình của Vĩnh Long. Nhưng mà hiện giờ thì tại địa phương sản lượng đã đủ, tôi có nghĩa là sử dụng theo bình thường của hàng năm. Tôi cũng có liên kết với một số bà con ở những hộ gần ở đây, có nghĩa là phát triển trồng thêm trên 10 hộ. Thì tôi cũng đã bàn với ở Hội Nông dân tỉnh đem cái mô hình sa kê này về thí điểm 3 huyện biển là Thạnh Phú, Ba Tri và Bình Đại, làm những mô hình trình diễn để tìm hiểu và thâm nhập những vùng đất cát ven biển. Thưa ông, thì như ông vừa cho biết là qua một cái thời gian cũng khá là lâu trồng và tìm hiểu rất là kỹ về cây sa kê thì ông đã chế biến trái sa kê để đem bán ra thị trường. Như vậy thì ông đã học hỏi được những cái kỹ thuật chế biến này như thế nào ạ? Thưa, thì nói về cây sa kê thì nó đã du nhập vào Việt Nam cũng hàng thế kỷ rồi. Nhưng mà trước tài liệu mà nó cũng rất ít. Tôi cũng đã từng suy nghĩ
rượu mình cũng chiết xuất được từ gạo, thì nó sake là tinh bột thì mình cũng có thể chế biến. Thì sau nhiều lần thất bại, tại vì không có trường lớp nào mà hay tài liệu nào mà nói rõ về để chế biến cây sake, vợ chồng bắt đầu nghiên cứu từ thất bại đi đến thành công. Sake mà chiết xuất thành rượu thì nó cũng qua một quá trình, có nghĩa là chưng cất như gạo, tại vì nó cũng là một loại tinh bột, nhưng mà để hoàn chỉnh cho nó thì mình phải nhiều công đoạn hơn. Rồi bắt đầu đến năm 2010 tôi mới chào mời tiếp cận thị trường. Thì sau khi dùng qua rượu sake này thì nhiều du khách nước ngoài cũng đồng tình. Từ lúc đó tôi mới mạnh dạn phát triển đi đến sake chiên giòn, chế biến tinh bột sake, rồi chiết xuất lấy màu từ lá sake để mà pha chế rượu của sản phẩm của mình, để không sử dụng hóa chất trong thực phẩm. Thì cái sản lượng rượu hàng năm á, trước đây để mà tiếp cận thị trường á, thì một năm được 500 đến 700 lít rượu tùy theo năm. Thì sake chiên nói chung tôi chào mời những khu du lịch hay là nhà hàng quán ăn, tất cả luôn đều thích cái món sake chiên giòn của tôi. Thì bảo quản tự nhiên thì cũng được 20 ngày. Bột sake thì đó là cái hàng hóa sản xuất cho tương lai, nên tôi cũng chưa có đầu tư sâu. Tại vì nếu mà giá trị của nó thì có nghĩa là nếu mà thành phẩm thành 1 ký bột đó, thì cũng 3,5 ký sake tươi mình chế biến thành được 1 ký sake bột, thì giá thành của 3,5 ký sake hiện tại thì gần 30.000 đồng. Thì so ra theo như bột sắn, bột này nọ kia thì nó vẫn thấp hơn, nhưng mà tôi nghĩ là trong cái bột sake nó nhiều dinh dưỡng hơn. Khi đã chế biến thành phẩm những mặt hàng mình đã có thì tôi cũng bắt đầu, có nghĩa là gửi mẫu đi đo lường chất lượng. Tôi cũng cố gắng để tiến hành cho nó một ngày sớm nhất để cho nó hoàn chỉnh những cái mà cần phải có để đi đến một thương hiệu. Xin cảm ơn ông. Bà con nông dân và quý khán giả vừa nghe câu chuyện làm ăn của ông Phạm Tấn Hiền, một nông dân trồng, chế biến và tiêu thụ trái sake ở xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Chúng tôi đã ghi nhận sơ lược về cách chế biến và tiêu thụ sản phẩm sake của ông Phạm Tấn Hiền. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi đoạn băng hình ngay sau đây. Dễ làm nhưng phải chọn được những trái sake lớn không chết sâu bệnh để chế biến món sake chiên. Sau khâu gọt vỏ, sake được bào mỏng rồi đem phơi qua một buổi nắng tốt mới đưa vào chiên. Bằng cách chiên ngập trong dầu thực vật cho đến khi vừa vàng, món sake chiên của gia đình anh Tư Hiền sau khi để rõ dầu còn được trần qua một ít muối để tạo thêm vị đậm đà cho món ăn. Cách làm thủ công nhưng sản phẩm này qua ý kiến của khách hàng, nhiều điểm du lịch đã đánh giá cao về chất lượng. Sake chiên của anh Tư Hiền á, thì đó là một cái sản phẩm cũng rất là độc đáo, và do mình tự sáng chế ra mà các khách ăn thì cảm thấy rất ngon, do cái mùi vị và cái chất bột béo của tự nhiên, không có pha màu phẩm màu, mà khách ăn cũng rất là khen ngon. Cái sản phẩm sake chiên của anh Tư Hiền này á, là do mình làm bằng thủ công tự nhiên, không có pha chế một số phẩm chất màu được gì đó, cho nên là cái được bảo quản được lâu. Bột sake của gia đình anh Tư Hiền cũng được làm đơn giản bằng cách xay mịn những lát sake khô. Cách làm này đã giúp cho bột giữ được hương vị của sake. Nếu nguyên liệu được chọn là những trái sake vừa chín tới thì chất lượng bột càng ngon. Còn rượu sake thì có thể tận dụng những trái non, hàng giạt để làm nguyên liệu cho quá trình lên men. Bí quyết làm rượu sake của gia đình anh Tư Hiền là ở quá trình lên men này. Loại men, phụ gia, quy trình ủ, vân vân. Cuối cùng rượu cũng được chưng cất theo phương pháp thủ công. Chỗ tôi thì cũng là những cái người khách của quốc tế nước ngoài đến đến của tôi, thì khách đến đây đi của tôi từ chỗ tôi thì họ cũng thưởng thức qua nhiều loại rượu, nhưng mà trong cái sản phẩm rượu sake là cũng là sản phẩm mới của điểm của tôi. Theo đánh giá thì cái thưởng thức cái mùi vị và chất lượng của rượu sake thì theo ý của khách nói rằng là cái loại rượu này rất ngon. Rượu sake của anh Tư Hiền được khách hàng ưa chuộng nhờ có mùi thơm đặc trưng. Trước đây anh giao cho các điểm du lịch là rượu không màu, nhưng qua góp ý của một vài khách hàng, anh đã nghiên cứu chế phẩm màu tự nhiên. Nguyên liệu làm phẩm màu được anh chọn là lá sake qua quá trình trích màu bằng nước nóng, rồi tiếp tục nung để cô đặc. Phẩm màu anh Tư Hiền làm ra bảo đảm hoàn toàn nguồn gốc tự nhiên. Khi khách hàng có yêu cầu thì anh mới dùng phẩm màu pha cho rượu. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, tuy không uống được rượu sake do ông Phạm Tấn Hiền làm, nhưng mà những miếng sake chiên
bảo quản được trong nhiều ngày như thế này thật sự rất là hấp dẫn đối với Diễm Phúc. Và việc chế biến tiêu thụ sake của ông Tư Hiền đã làm Diễm Phúc liên tưởng đến một cái việc mà trước đây Quyền Chợ Lách cũng đã từng làm, đó chính là đổ bánh xèo bằng ốc gạo và đưa du khách đến Cồn Phú Đa để quảng bá tiêu thụ ốc gạo, một loại sản vật rất là phong phú tại địa phương này. Nghĩ xa hơn thì ở Quảng Nam Đà Nẵng, từ xa xưa khi mà cái nghề chạm khắc đá phát triển thì cũng đã khai thác được nguồn tài nguyên thiên nhiên và nâng cao đời sống cho người dân trong làng nghề. Và ngay cả ở phương Tây thì tại những cái trang trại khép kín thì đầu ra của sản phẩm sẽ ổn định hơn. Ví dụ như là người chăn nuôi bò sữa thì sẽ tổ chức sản xuất farm tại nhà để nâng cao giá trị sản phẩm của mình. Trở lại câu chuyện sản xuất, trồng, chế biến sake của ông Tư Hiền thì từ một người thuần nông thì ông đã chuyển sang chế biến thực phẩm và thu hút được nhiều bà con nông dân cùng tham gia với mình. Diễm Phúc nghĩ rằng đây là một bước đầu tiên trong việc hình thành một làng nghề ở nông thôn nếu như ngay bây giờ chúng ta có những cái định hướng hợp lý. Thưa bà con, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre cũng rất là quan tâm đến mô hình làm ăn của ông Tư Hiền trong thời gian gần đây. Và ngày hôm nay thì Phó Chi cục trưởng ông Nguyễn Văn Thượng sẽ có những nhận xét cùng chúng ta. Thì tôi có tiếp cận được với anh Hiền thì ảnh có một cái ý tưởng rất là hay. Tức là cái sake hiện nay trồng rất là rộng rãi trong tỉnh Bến Tre chúng ta, nói riêng và nói chung nhiều nơi chúng ta trồng. Nhưng mà cái sản phẩm này thường thường trước đây người ta chỉ làm những cái món đơn giản, chẳng hạn như luộc ăn và nấu kiểm. Với anh Tư Hiền thì ảnh có những cái sáng kiến để chế thành cả những cái hạn như rượu sake, rồi sake chiên, rồi bột sake. Tôi cũng thấy rất là tâm đắc cái chỗ anh Hiền biến những sản phẩm mình bán thô để chế biến nó hiệu quả và cao hơn, để giúp cho cái người nông dân họ tăng được cái giá trị và tạo được nhiều việc làm, giúp cho cái nông thôn chúng ta phát triển theo cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng mà để thời gian lâu dài thì chúng ta cần phải đi vào cái vấn đề là công nghiệp hóa, đi vào cái tính đặc thù để cho nó hạ giá thành. Thì ở Bến Tre chúng ta có những cái sản phẩm chế biến rất là nổi tiếng xa gần ai cũng biết, đó là bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc và kẹo dừa. Vừa qua thì chúng ta thấy rằng cái chế biến của cái bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc thì cũng như bắt đầu sơ khởi cũng như anh Hiền thôi, tức là chúng ta chế biến và tìm cách tiêu thụ. Nhưng thời gian vừa qua với cái sự mà quan tâm của tỉnh về cái lĩnh vực chế biến này, đã cái chương trình khuyến công đã hỗ trợ về cơ giới hóa và nó đã đưa vào cái mẫu mã chất lượng hàng hóa rất là tốt. Hiện nay cái bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc cũng như kẹo dừa chúng ta đều đi vào cơ giới hóa và hạ được cái giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng và cái tiêu thụ rất là tốt. Như vậy thì Chi cục Phát triển Nông thôn thì cũng đã có những cái vấn đề để suy nghĩ, để tìm những chính sách để hỗ trợ cho cái anh Tư Hiền tiếp tục để nó thành những cái tổ hợp tác lớn và có thể phát triển thành những cái làng nghề, để cũng như các làng nghề vừa qua. Trước tiên chúng tôi hình thành cái tổ hợp tác sản xuất giống và cái sơ chế cái sake. Cái hướng thứ hai nữa là từ cái khoảng quảng bá công tác giống này đến các huyện thì chúng tôi sẽ hình thành các cái tổ hợp tác và để liên kết với tổ hợp tác chế biến chỗ anh Hiền. Và cái thứ ba nữa là tiếp tục chúng tôi sẽ hỗ trợ về cái mặt đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và liên hệ với bên khuyến công để hỗ trợ về cơ giới hóa để cải tiến sản phẩm ngày một tốt hơn. Cái thứ tư nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục có càng bằng những cái chính sách hiện có sẽ hỗ trợ để thành lập được một cái hợp tác xã và đủ điều kiện chúng tôi thành một cái làng nghề chế biến và tiêu thụ sake. Xin cảm ơn ông. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, như từ đầu chương trình thì đã cho biết việc trồng tiêu thụ trái sake của ông Tư Hiền cũng đã thu hút được một số bà con nhà vườn mạnh dạn đầu tư trồng một cái loại cây khá mới mẻ này. Và đoạn màn hình ngay sau đây chúng tôi đã ghi nhận về ý kiến của một số bà con nhà vườn trồng sake. Mời bà con nông dân và quý khán giả cùng tham khảo. Khoảng 2 năm trở lại đây, một số nhà vườn ở xã Hoàng Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã chú ý đến cây sake khi thấy thị trường tiêu thụ trái cây này ngày càng có triển vọng hơn. Riêng 10 hộ liên kết với ông Phan Tấn Thiện thì được ông bao tiêu sản phẩm. Đất xấu hay là đất thấp, ở biển, ở chéo hay cặp lộ, bất cứ dân nào anh trồng cái sake cũng vẫn tốt. Trồng cái sake này thì phân thuốc nó cũng liều lượng nó cũng rất ít. Phân ít nè, rồi thuốc xịt mình cũng liều lượng cũng ít nữa. Nó tính ra nó cũng thu hoạch mình nó có được hiệu quả. Dễ trồng là đặc điểm giúp cây sake có chỗ bám trong nhiều khu vườn.
Nhưng hiện nay bà con cũng không để sa kê cạnh tranh diện tích với cây dường chính, mà chủ yếu là tận dụng bờ bao, đất xấu để bắt đầu làm quen với cây trồng khá mới nhưng nhiều triển vọng này. Tôi trồng khoảng chừng 70 gốc trên diện tích đất chôm chôm đó, nhưng chủ yếu là xung quanh bờ bao. Vì thấy cái sa kê hiện giờ cái thị trường nó tiêu thụ cũng được. Hiện giờ thì ở đây có ông Hiền cũng thu mua với Tấm Lệ ạ. Lệ thu mua hàng ăn, còn ông Hiền thu mua ông vấn đề nấu rượu. Riêng ông Tư Hiền, ngoài sản lượng trái từ 1 hecta 2 trồng sa kê của gia đình, ông còn mua thêm của nhiều hộ chung quanh để làm nguyên liệu cho chế biến. Ông hy vọng công nghệ chế biến sa kê sẽ phát triển nhanh hơn mức độ xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu ở Chợ Lách quê ông. Bà con nông dân và quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện làm giàu của nhà nông với chủ đề trồng, chế biến và tiêu thụ sa kê. Giới thiệu chuyện làm ăn của nhà vườn Phạm Tấn Hiền ở xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta chỉ tìm hiểu về việc chế biến và tiêu thụ sa kê. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp lại ông để tìm hiểu xem việc trồng sa kê như thế nào. Thưa ông, thì khi mà trồng sa kê như thế này thì bà con nông dân mình lấy cây giống từ đâu ạ? Cũng thưa cô, khi đã xác định trồng sa kê thì tôi bắt đầu đi tìm những cây sa kê mà nó đã sống có trước đây, rồi mình lựa những cây tốt để bắt đầu chiết làm giống. Nhân giống mà chiết từ trên cành của cây sa kê đem xuống mình trồng thì sau trên dưới một năm mình nó sẽ cho mình trái. Nếu mà trồng đơn thuần như nông dân ngày xưa mà chặt cái cây từ rễ nó lên thì sau 7-8 năm cây nó mới cho trái. Thì cái mô hình trồng sa kê này, những hộ liên kết là giống do tôi cung cấp. Rồi ban đầu thời gian ban đầu đó rồi bà con đem về trồng. Sau khi thấy cảm nhận được hiệu quả kinh tế thì bà con tự nhân chiết ra, để có nghĩa là trồng theo số lượng của mình định. Thì ban đầu để lấy sản lượng trồng cây cách cây 5 mét. Thì khi trồng cây cách cây 5 mét đó thì sau 2-3 năm trái đã ổn định. Đến năm thứ 5 thì cho năng suất khá rồi đó, thì có nghĩa là năm thứ 7 lúc mà giao cành rồi đó, thì bà con có nghĩa là chiết bớt một cây để là một cây. Thì diện tích trung bình của một công sa kê sau khi đã ổn định trái thì nó còn khoảng trên dưới 20 cây. Thì trên dưới 20 cây đó mà cây mà trên 7 năm tuổi thì sản lượng một cây có thể cho mình trên 300 ký. Như vậy thì thưa ông, là cây sa kê sẽ thích hợp trồng trên cái loại đất nào? Thì cây sa kê thì nói chung là một loại cây có nghĩa là gần như là đặc biệt. Nó không có kén cái thổ nhưỡng của vùng đất nào, kể cả là dùng nước mặn, nước lợ, đất cát, đất đồi. Thực tế như tôi cũng có gửi ra cho bà con để mà mình tìm hiểu thổ nhưỡng, thì từ Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Phước, trời nghĩa là dùng Hà Tiên, Rạch Giá, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang. Riêng Tiền Giang thì đưa về khu nước mặn của huyện Gò Công thì vẫn phát triển tốt. Nên theo cảm nhận của tôi thì cây sa kê nó không kén thổ nhưỡng. Đất đồi, đất cát, đất có nghĩa là bạc màu, đất nước thủy triều ngập lên xuống vẫn trồng sa kê phát triển tốt và cho năng suất. Xin chân thành cảm ơn ông. Xin chúc ông sẽ tiếp tục thành công với mô hình chế biến và tiêu thụ sa kê khép kín của mình. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre đã cùng tìm hiểu về mô hình sản xuất, trồng, chế biến và tiêu thụ sa kê của ông Phạm Tấn Hiền ở xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, chương trình Chuyện làm giàu của nhà nông kỳ này đến đây là hết. Chân thành cảm ơn bà con nông dân và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.